Mùa hè đang tới gần, để tránh đuối nước cho trẻ em, một số địa phương cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biện pháp phòng chống đuối nước, cũng như tổ chức dạy bơi cho các em. Xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ có gần 30 ao hồ, lại gần sông Luộc. Nhiều ao hồ của các hộ gia đình chưa được rào chắn nên tiềm ẩn nguy cơ đuối nước ở trẻ em. Trong trạng thái bình thường, sau 2 năm dịch bệnh COVID-19, các em rất muốn tham gia những hoạt động thể chất, trong đó có bơi lội. Vì vậy năm nay, xã Minh Phượng triển khai công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em sớm hơn mọi năm. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh về công tác phòng chống đuối nước cho trẻ, đặc biệt là tuyên truyền đến các cha mẹ khi cho các cháu đi bơi là phải giám sát và phải đi kèm. Đoàn xã tiếp tục chỉ đạo đoàn thanh niên và mở các lớp dạy bơi. Xã Minh Phượng đã cải tạo một ao trung tâm ở thôn Điểm Tây, làm sạch đổ cát và kẻ đá để làm điểm dạy bơi cho trẻ em. Ao được cải tạo có độ sâu phù hợp, thời gian tổ chức bơi cố định vào buổi chiều hàng ngày dưới sự hướng dẫn của đoàn thanh niên xã và sự theo dõi của phụ huynh. Tôi là 11 đứa cháu thì về mùa hè này thì chiều nào tôi cũng cho các cháu ra bơi. Các cháu thì nó còn nhỏ mà hai nữa là không quản lý tốt ấy, thì nó không cho nó biết bơi thì là rất nguy hiểm. Đến nay là đã được 7 cháu là biết bơi rồi. Chúng tôi cũng kiến nghị là làm sao các cấp chính quyền quan tâm đến các cháu, là mỗi một xã lên có một cái hồ bơi. Cháu rất thích bơi và bởi vì bơi giúp cháu rèn luyện sức khỏe, rèn luyện cơ tay cơ chân. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hiệu quả công điện số 398 ngày 5 tháng 5 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Các địa phương cần khẩn trương rà soát, lập bản đồ cảnh báo các điểm ao hồ, sông ngòi, khu vực nước sâu nguy hiểm, chủ động bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện công tác phòng chống đuối nước, đồng thời kêu gọi xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy bơi cho trẻ em.